Xin chào anh em, xin chào quý vị và các bạn. Hai mẫu đầu cassette này Càng lấy về được vài hôm và hôm nay đã đi thay dây Cura được về. Mời các bác cùng theo dõi cửa hàng test sản phẩm. Hai mẫu này là hai mẫu đẹp nhất từ ngày cửa hàng bán về góc cạnh anh em nhé. Góc cạnh đẹp mê đi luôn. Giá thời điểm này cửa hàng báo giá cho anh em là 3.500.000 đồng. Và đặc biệt hai con này cửa hàng bao ship luôn cho anh em 3.500.000 đồng. Đó. Cũng bán nhiều cái mã này ngày xưa nhưng chưa bao giờ có cái con nào hai con này góc cạnh nó còn bóng bẩy và nét như con này. Nó thường bị sứt góc hoặc nó sứt sát. Những con này thì nó thuộc bộ Pioneer 7008. Và anh em cũng có thể đặt vào những con âm đi khác của dòng Pioneer hoặc âm đi khác mặt phay nhôm nếu thích. 3.500.000, giá bao ship luôn anh em. Nó có hai nguyên nhân tôi để cái giá đó. Đó là tôi bao ship này, và nó đẹp này, và thời điểm này là giá rất cao anh em nhá. Đấy, anh em nào có nhu cầu mà mua đặt hàng cửa hàng gói gửi cho anh em. Hai con đẹp như nhau. Anh em chơi những con này có thể dùng nó làm đầu vớt nhạc, có nghĩa là mình lấy nguồn nhạc từ bên ngoài vớt để nghe qua cái băng này, qua cái đầu này, hoặc là chạy băng trực tiếp nếu các bác có được những cái băng nhạc tốt chất lượng. Còn ở đây cửa hàng thử thì toàn là băng, nói chung là băng linh tinh. Anh em hãy xem mặt sau. Cả hai con đều đẹp xuất sắc. Anh em có thể thấy nước sơn này. Đó, nước sơn sáng bóng, nhẵn luôn. Đó. 10W 100V. Con dưới là series là 4208. 4208 hay 06 đây. 06. Con trên là 2584. Đó. Hai con như nhau. Tôi đang test con phía dưới. Đây là đường xuất âm thanh ra, còn đây là đường vớt nhạc. Tôi sẽ test tính năng vớt nhạc luôn. Giá bây giờ là giá cao vút chỉ luôn anh em nhé. Tất cả những mặt hàng về audio 3.500.000 bao ship. Đó. Tôi sẽ vớt nhạc mời anh em cùng nghe này. Tôi sẽ lấy nhạc từ máy tính, từ một máy tính. Có nghĩa là mình thu nhạc qua cái này và mình nhìn nó, cái đèn vu này nó vẫy và nó hoạt động thì mình sẽ vui mắt khi nghe. Muốn ấy thì tôi sẽ bấm đồng thời nút pause trước này. Không muốn xóa cái băng thì mình phải ấn cái pause trước, sau đó thì mình sẽ ấn đồng thời nút rec và nút play. Đó. Cái này là to nhỏ nguồn nhạc phát ra. Nếu mà mình nhả cái này ra thì cái băng này nó sẽ ghi âm luôn vào cái nhạc này. Riêng con này bao ship cho anh em nhá. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại.